Hello, xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình OK Lên Xe. Cũng đã mời được một cô gái. Mình nghĩ là gần đây cũng được rất nhiều sự quan tâm của tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng tới đón cô gái này nhé. Đây là chương trình OK Lên Xe và anh là Vinh. Hôm nay anh đã tới ngay chỗ em ở để đón em đây. Em có cần đi đâu hay như thế nào không? Anh sẽ đưa em đi. Dạ, em đang tìm một siêu thị tại vì để đi mua đồ ăn để quay một video làm bánh mì á. OK. Bây giờ em đang ở đâu chính xác? Anh đang ở rất gần em rồi nhưng mà không biết chỗ nào đón em ở đâu đây. Em đang ở trong cư của em nè. Phía trước luôn đúng không? Rồi. A few moments later. Hello, oh yeah, let's say it in. Chào em. Chào anh. Yeah. Nóng. Nóng hả em? Em không chưa quen Việt Nam. À, nóng quá. Chào em. Chào anh. Em về Việt Nam cũng được 2 năm hơn chưa nhỉ? 2 năm rưỡi rồi, 2 năm rưỡi. Hai năm rưỡi rồi. Là em là người sinh ra ở bên Pháp luôn hay như nào? Ở Pháp luôn. Em sinh ra ở bên Pháp. Sau em cùng ở một năm ở bên Úc. Sau Đức. Với bây giờ em 2 năm trước em chuyển qua Việt Nam. Lúc đầu em chuyển qua Việt Nam 6 tháng để học tiếng Việt. Tại vì ba mẹ của em dạy tiếng Việt cho em nhưng mà sau khi em lớn em quên mất nên là tiếng Việt của em rất là cứng. Đấy, sau visit nên là Covid bên Pháp hơi crazy nên là em nói ok em ở về Việt Nam. Sau em du lịch về Việt Nam 1 năm đi chơi. Sao em nói thiệt thì em nói là em muốn ở Việt Nam hơn hay là muốn về bên Pháp hơn? Hiện tại em muốn ở Việt Nam hơn. No, bây giờ bên Pháp là tháng 10 lạnh. Buồn lắm. Cuộc sống Việt Nam rất là thoải mái, em rất là thích ở đây. Ok. Em làm về gì trước đây? Em là nghề design. Hồi xưa em học design Aquan. Sau làm design graphic. Sau Đức Amontin chuyển qua Pháp lại làm về trong nghề food design 3 năm. Wow, food design. Sau chuyển qua được Nam Bế học 6 tháng. Và bây giờ làm nghề khác. Rồi về đây làm sao mà lại trở thành một người mẫu cũng được nhiều sự chú ý. Anh thấy là mọi người đang rất là quan tâm em. Cái quá trình nó như thế nào? Thực ra là em không cứ nghĩ một giây là em sẽ làm nghề này. Tại vì em một ngày em đi chắc là một năm rưỡi trước em đi phục khúc với bạn của em. Em một ngày em dậy đi biếng, đi đám biếng, có một người gọi em nói em Amandine cứ muốn chơi trong một MV. Em nói MV là cái gì, không biết MV là cái gì luôn á. Người ta nói MV là music video. Amandine nói ok là music video của ai. Bạn đó nói là từ Kinh Tiên và Just Happy. Amandine lúc đó rất là cũng bắt đầu nghe nhạc Việt Nam. Nên là Amandine biết hai ca sĩ đó rồi. Nên là ok Amandine muốn, nên bạn đó book giấy máy bay cho Amandine đi về luôn. Ngày sau đi về Sài Gòn. Sau đó quay MV. Với sau quay MV là bắt đầu người ta mời Amandine chụp hình, mời quay video. Không biết là em có làm việc gì vậy, em có thấy cái anh chàng ca sĩ hay rap nào mà em cảm thấy ấn tượng không? Ấn tượng là gì? Là em cảm thấy là có vẻ thích, có vẻ cũng thấy hay, có cái cảm tình á, kiểu cảm thấy thích á, là cảm thấy like Amandine hay là like em thích cái anh nào không? Em thích Amandine thích Đen Bô này. Amandine cũng rất là thích song cùng MTP. Thích of course thích Kitchen, thích
Eric. Mà người nào nhất? À, không biết. Sao kỳ vậy? Người nào là nàng là chàng thơ của Emily? No, chắc Denver. Denver. Chắc Denver thì vì Emily cũng quen, cùng nói chuyện khi mình quay MV đó. Emily thấy là Denver rất là cool và chill và có nhiều talent và rất là đơn giản, simple, tự nhiên nên là thích. Kitchen cũng rất là nice. Nhưng mà Emily khi quay MV của Denver chống tìm, Emily cảm thấy cái vibe nó rất là nó rất là deep, nó sâu lắm. Nên là cái kỷ niệm của Amandine khi quay cái MV đó nó rất là sâu. Rất là ấn tượng ha, rất là ấn tượng đó. Ấn tượng. Ok, đen vô. Thử thách đầu tiên đó là True or Dare. Là chắc em hiểu mà đúng không? Em sẽ hiểu bốc một vài câu hỏi mà tụi anh chuẩn bị sẵn. Em bốc 5 câu và em phải trả lời thật. Còn câu nào em không trả lời được hoặc là anh nghe nó không thật thì anh sẽ có hình phạt nhỏ nhỏ dành cho em. Phạt thế nào? Phạt thế nào thì mình giữ bất ngờ đi. Ok. Em sẵn sàng chưa hả? Ừ, sẵn sàng rồi. Dạ ha, sẵn sàng em chứ không phải sẵn sàng. Ừ. Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng. Yeah. Đây là cái hộp đựng câu hỏi và em có thể chọn 5 câu bất kỳ. Em chọn được không? Em chọn chứ, em chọn mà. Em chọn hả? Ờ, yeah. Đừng là em... Có những câu rất là dễ. Ờ, ok, đây. Bạn đã từng hôn người lạ chưa? Có ba mẹ em đang xem cái này mất công. Không, ba mẹ em xem đâu. Ba mẹ sẽ tha thứ cho em. Nope. Sao cô gái mình rất là chân thành. Em đã xem được thôi, đã từng hôn người lạ chưa? Chắc có hả? No, nhưng mà người lạ là gì? Là người mình mới bắt đầu gặp hay là... Mới gặp lần đầu. Là gặp lần đầu là một ngày, 24 tiếng hay là ba ngày là cùng người lạ? Không, lạ là mình chưa biết. Mình chưa nói chuyện luôn, mình hôn. Mình chưa biết gì đó là gì. Và chỉ trong khoảng tầm 15 phút hoặc là 1 tiếng gì đó xong mình đã hôn người ta rồi. Kiểu hơi... có thể là đang say xỉn chẳng hạn. Hơi chắc, mất kiểm soát chút chẳng hạn. Chắc có thể nhưng mà quen rồi, quên mất rồi. Đi xin. Có hay không có, em phải nói thật. Không là anh phạt em. Chị nghĩ gì, em phải nói thật. Anh biết là em có, ok. Ok, có, yeah. Có. Có rồi, yeah. Bao nhiêu người rồi? Ồ, chắc không nhiều đâu. Không nhiều, có nghĩa là... Chắc hai ba người thôi. Hai ba người. Wow. Nhưng mà depends. Không sao, em thấy vui mà, thấy được nè. Nhiều lúc mất kiểm soát đúng không em? Rồi, tốt quá. Ok, một điều điên. Một điều điên rồi nhất bạn từng làm trước đây là gì? À, ok. Cái đó họ không biết nhưng mà ok không, là vì một ngày Amandine đang uống wine với bạn ở trong một cái bar với uống đó. Sau Amandine uống thấy cái mùi nó hơi lạ nhưng mà cũng vẫn uống. Với sau đó Amandine uống ly wine, uống hết luôn. Với thế nó có một cái con rắn ở trong cái con này. Còn rán. Ở trong cái ly. Còn cái chuyện mà uống vô tình uống hoặc là bị uống vậy thì nó không có điên lắm. Ok. Nên anh chúng tôi sẽ quyết định sẽ phạt âm nhé. Bây giờ tới được sân đằng đỏ này, anh muốn em là thả kiến xuống và hát một câu tiếng Pháp cho người nào đó nghe. Xong rồi chúc cho người ta một ngày tốt lành. Ok, easy rồi đấy. Chỗ này, xe này bỏ này, toàn xe hơi không ạ? Ê, vô xuống.
il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, me voit la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé. Ok. Ok. Bạn đã cười kìa. Em vui quá. Em rất là ok luôn á, thật sự. Nhưng mà có người hát theo là vui. Đây là một câu hỏi là có người nói là em cũng rất là chảnh. Cũng có người nói là em hát giá hơi cao, bị bệnh ngôi sao rồi. Em nghĩ sao về điều này? Thế nào đi có bị người sao, nhưng mà mình không phải là người sao đâu. Thế nhưng mà bây giờ người ta nghĩ vậy. Mình là đúng là sinh viên này. Nhưng mà giờ người ta nghĩ vậy. Hỏi nhưng mà người ta như vậy là em cảm thấy sao? Nói là không sao, em nghĩ cái gì cũng được á. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà em có hát giá cao không? À, em nghĩ là không, là thấp quá. Các bạn nghe chưa các bạn, nó là thấp rồi. Các bạn đừng có nói em liên tục. Nhưng mà ai nói? Anh đâu biết đâu. Anh đâu biết liên tục, biết anh không biết không. Anh đâu có phải là người hỏi. Chẳng, em, có thể người ta nói là em chẳng. Nhưng mà tại vì chắc người Pháp hơi như vậy đó. Người Pháp hơi chẳng. Người Việt kiểu Pháp hơi nói như vậy. Có thể người Việt Nam nghĩ là mình đi chánh, nhưng mà không phải, tôi chánh đâu. Rất là nice. Ok, từ khi về tới Việt Nam này, em đã từng quen người bạn trai nào ở đây một cách gọi là fast food chưa? Ê ba mẹ đừng có coi nha. Có rồi. Oh my god. Ê, thiệt ra là trước khi Amandine chuyển qua Việt Nam á, Amandine trong đầu Amandine nói là never là Amandine sẽ gặp người Việt Nam hay là con trai châu Á. Tại vì đối Amandine, con trai châu Á là giống mấy anh lớn của Amandine đó. Nên là Amandine nói là không có thích con trai Việt Nam, thích con trai Tây thôi. Nhưng mà khi lúc Amandine chuyển qua Việt Nam, gặp mấy người Việt Nam, con trai là thích luôn. Bây giờ Amandine không thích người Tây nữa, thích người Việt Nam thôi. Bây giờ anh muốn làm khó em mà có vẻ cũng khó quá. Em nhớ là anh cảm giác là em cũng không ngại giấu giếm cái gì hết. Trai em tìm người có nhiều đứa yêu. Không sợ gì. Cái điều gì làm em sợ? Đó, vì cái đó người ta tưởng Amandine chẳng. Tại vì nói direct quá. Không có sợ nói gì á. Khi nào nghĩ cái gì là nói cái đó. Rồi bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo dành cho em. Nâng độ khó lên. Thế lại cũng rất đơn giản thôi. Anh cũng sẽ hỏi em, nhưng mà lần này thì mình sẽ gọi là hỏi nhanh đáp nhanh. Okay. Nếu mà sau 5 giây em không trả lời được thì em sẽ phải nhận hình phạt của chương trình. Ok. Mà phạt thế nào? Phạt thế nào á? Anh nghĩ sẽ rất là phù hợp với em thôi. Em là một cái người làm blog về thức ăn đúng không? Em rất là sành ăn đúng không? Anh sẽ làm về thức ăn cho em. Rồi. Rồi, để anh cho em thấy hình phạt trước. Đây. Hình phạt trong đây. Và những cái món ăn cũng rất là ngon, anh nghĩ là thú vị. Em sẽ là một cái trải nghiệm mới dành cho một người làm blog về thức ăn như em. Oh yeah, nhìn đi. Mùi kỳ quá mày. Không kỳ lắm đâu. Yeah. Anh hy sinh cái xe để mà làm cho em ngạc nhiên mà. Ok. Bắt đầu chưa? Em sẵn sàng chưa?
Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Yeah. Ok, câu đầu tiên nè, trong 5 giây phải trả lời hết nha. Kể tên 3 bộ phận trên cơ thể con trai mà bạn thích nhất. Hả? À? 5. Nó là gì? Ba bộ phận cơ thể trên cơ người đàn ông mà em thích nhất. À. 5. Mặt. 4. Mặt. 4. 3. 2. Miệng. 1. Thật không? Mặt rồi miệng. Hai. Mặt rồi miệng là sao? Trong mặt. Ok, là không thật. Có miệng. Ok, không thật. Mình phạt thôi. Ok. Ok. Rồi. Rồi khó quá đấy. Trong xe mình cũng rất là. Ê, có mùi rồi. Mùi á. Em vẫn chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng á? Chưa ăn sáng. Dạ. Yeah. Rồi. Ăn đi ra nè. Alo. Có đậu, dễ vô. Nè. Cái này cái này tốt cho sức khỏe lắm. Ê, ngọt hay là mặn vậy? Không ngọt không mặn. Ok. Ok nha, cái này tốt cho sức khỏe nha. Ủa? Vậy cay quá vậy? Được cái gì vậy? Sao? Cảm thấy sao? Cái cốc cay cái này. Cay đắng. Đắng? Đắng, cay cay. Uh-huh. Không ngon mấy. Không ngon mấy hả? Hình phạt mà sao ngon được em? Trời đất ơi. Ghê quá, là cái gì vậy? Rồi, em có thể mở mặt coi không? Dạ, cầm mở mắt ra. Cười. Ok. Đây là cái trái khổ qua thôi. Em biết luôn là cái đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà không biết tên. Okay. Nhưng mà em không có ăn cái đó. Không okay. Có ăn thường. Ok, rồi, bây giờ mình hỏi tiếp ba. Ok. Giữa sofa và cái giường em chọn đầu tư cái nào? Sofa. Như vậy, nộng sofa mình có thép mỡ làm cái giường. Như vậy mình có hai cái luôn. Ok, yeah. Người yêu cũ gần đây nhất hiện tại đang ở đâu? 5 4 Ở Việt Nam. 3 Em mới nói em không có người yêu. À người yêu cũ, anh cứ nói. Rồi con yêu quá. Em có bao nhiêu người yêu cũ? 5 4 3 2 1 Mời em đeo khẩu trang vào. Này nha. Rồi, anh lên nào. Chanh muối hả? Yeah. Okay, cái này là cái lỗ trong cái ruột á. Em uống nước rồi đi, nếu em cảm thấy cái này ok, tối uống với cái rum ok, nhưng mà trong xe sáng sớm như vậy. Đó là hình phạt mà, hình phạt thì không thể nào dễ dàng được em ạ. Ghê quá. Ghê quá hả? Ok, anh hỏi 5 câu mà em đã vượt qua hết được rồi thì cũng xuất sắc đó. Anh thấy ngày hôm nay anh khá là thất bại khi mà không làm khó được em. Yeah. Không, chương trình đó. Lần sau sẽ làm khó. Yeah, hy vọng lần sau anh sẽ làm khó được em. Hy vọng lần sau mình có nhiều thêm thời gian. Nhưng mà không sao, cảm ơn em đã đến. Cảm ơn. Ok em rất nhiều, thank you em rất nhiều nha. Ok như vậy thì các bạn cũng thấy là Emeline của chúng ta cũng rất nhiệt tình, cũng rất là không có ngại một cái gì cả, thử thách không làm khó được cô. Một cô gái rất là thú vị, rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Thank you Emeline, em đã đến với chương trình Ok Lên Xe. Em muốn nói gì với mọi người? Cảm ơn mọi người đã xem Emeline và Vin ở trong xe, hy vọng gặp mọi người sớm. Yeah, ok. Các bạn ơi, các bạn nếu yêu thích cái tập hôm nay của Emeline á, thì hãy giúp Vinh chia sẻ cái tập này nhé. Bạn nào đây là lần đầu tiên của bạn xem kênh Ok Lên Xe thì hãy bấm subscribe và bật chuông lên để có thể những tập sau chúng ta theo dõi tiếp nhé. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Emeline đã đến với chương trình. Và bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye. Okay.